Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại cùng kênh yêu quay của mình nha. Thì hôm nay mình cũng cắt được cái cổng van Dendro được mang tên là Dendro Chớp Luna Sapphire. Và cái cổng van này thì quá là to và quá khở so với những cái cổng van mà mình vừa cắt. Thì khi mà một cái vườn lan không riêng về cái vườn mình, thì khi ta cắt được một cổng van to và đẹp như vậy thì tất nhiên ai cũng vui mừng và rất là vui vì đã được một cái cổng van giống hết sức là to và khỏe như vậy. Nhưng ngược lại, để trồng được một cái cổng van to và khỏe như vậy, đặc biệt là nó to như các bạn, thì cũng hết sức là khó khăn và cũng không phải là đơn giản. Thì hôm nay mình sẽ quay và giới thiệu cho các bạn cái quy trình của mình trồng một cái cổng van Dendro, và hiện tại là cái dòng van Dendro chớp, một loại lan khá là quý hiếm và đang rất là hình thành trên thị trường hoa lan. Đó, nó to như thế này thì mình sẽ trồng như thế nào và chọn cỏ chậu ra sao nha các bạn. Và xin mời các bạn cùng xem video cùng kênh yêu lan nha. Thì hiện tại cái cổng lan này Dendro Luna Sapphire nó khoảng 50 cm các bạn, khoảng 50 cm và thân rất là to. Thì đầu tiên thì mình sẽ tìm một cái cỡ chậu khá là to để mình trồng cái cỡ chậu để mình đo cho các bạn cùng xem ha. Đây, cỡ chậu của mình đang sử dụng là cỡ chậu phi 20 nha các bạn, 20. Đó, các bạn có thể trồng to hơn cũng được, nhưng mà mình cảm thấy cổng van này và cũng khá là cân đối rồi. Ở đây mình xài kẽm nè, dây nhôm như bình thường buộc vào. Ở đây mình làm thêm một cái móc nữa cho nó cứng, cố định. Và hiện tại mình sẽ làm thêm một cái vòng nữa các bạn, thêm một cái vòng ở đây nữa để cho cố định ở giữa cái thân cổng van. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm ha. Rồi, sau khi bẻ cái phần thân nhôm này vào trong cái chậu để cố định cái thân của cây lan, thì mình sẽ làm thêm một cái vòng ở trên nữa để cố định thêm một cái cây lan của mình. Thì cây lan nó quá to nên nó sẽ chao đảo mà có gió, mình sẽ giữ cố định để rễ nó sẽ ra khỏe. Mình sẽ cố định vào đây bằng dây nhôm, sẽ buộc vào, bấm vào cho nó chắc. Còn bên đây cũng vậy. Có một cọng van to thì cũng có sức vui, nhưng mà cái việc trồng nó cũng khá là chật vật các bạn. Không phải cắt được một cọng van to là vui vẻ, nhưng đã vui nhưng mà nó không có còn cái phần trồng lan. Cắt được một cọng van to thì nó vui thì vui thật, nhưng mà lúc mà trồng thì cũng khó, rất là khó khăn. Thì đây mình đã hoàn thành cái phần cái chậu nè. Đó, cái chậu đại loại nè sơ dày gồm một thanh thẳng đứng lên để mình cố định cái thân lan nè. Còn ở dòng bên đây mình sẽ cố định thêm một phần lan nữa, cái phần cây này nó sẽ nằm ở giữa hai cái này. Rồi lúc sau mình sẽ cố định bằng dây rút lại. Mà thân lan này khá to thì sẽ không xài bằng cái kẹp được, thì ta sử dụng cái phần dây rút nha các bạn. Còn cái phần giá thể thì ở đây mình sẵn sử dụng cái phần mút để chim ở dưới cái đáy chậu, thì để cái đáy chậu nó tiết kiệm được một phần giá thể đó. Thì hai là nó sẽ tạo độ thông thoáng, thì đây mình sử dụng mút. Còn đây mình sẽ ở dưới đế mình sẽ sử dụng vỏ thông 1-2 nè, và than, trồng than cũng rất là tốt đó. Mình sẽ xen vào than và trên mặt sẽ sử dụng cái phần vỏ thông hạt ngô, vỏ thông nhỏ. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành trồng cho các bạn cùng xem nha. Đầu tiên mình sẽ móc mút ở phần ở dưới cái đáy chậu để tiết kiệm được cái phần giá thể. Hai là có thể là sẽ tạo cho bộ rễ ở dưới nó thông thoáng, rồi những trời mưa thì nó sẽ không bị đọng nước ở dưới nhiều và nó không có bị hư cái bộ rễ của cây lan. Cái phần này khá quan trọng các bạn, tại vì những cái chậu ăn to thì
những cây van dendro và cũng rất là lâu bám hết cái chậu đó, mình nên vót một lớp mút xuống ở dưới. Đây là phần mút đã vót ở dưới đáy chậu nè, đó một lớp. Rồi tiếp theo sau đó sẽ bỏ vào phần vỏ thông ha. Rồi, tiếp theo sẽ bỏ vỏ thông to. Có những bạn thường hay luộc vỏ thông trước, luộc bằng nước sôi để sát khuẩn, thì ở đây mình xài trực tiếp vỏ thông này luôn. Sau khi mà vào chậu rồi thì mình xịt nước, tưới nước thì nó sẽ trâu đi cái phần bụi bẩn ở bên ngoài. Thì có những bạn thì một là luộc, hai là có thể là xịt nước áp lực trước khi trồng thì cũng được. Nhưng ở đây thì mình cảm thấy là mình mua được những cái chỗ mà vỏ thông nó đã làm sạch rồi, không có cái rác thải nhiều, nó không có phế phẩm nhiều thì nó cũng tương đối là sạch, thì rất là sạch các bạn, khá là sạch. Thì ở đây chỉ cần mình xịt lại nước lúc mà tưới thì mình tưới nhiều, lúc mà những lần tưới đầu tiên thì mình sẽ tưới nhiều và cảm thấy ok rồi, không cần gột đâu các bạn. Sớm những cái mình trước mắt mình trồng cây van đẹp trước đi, còn phần rùm rà như vậy mình cũng nghĩ là cũng không có cần lắm, đó, tùy cái vườn thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ than vô nha. Than này cũng than nhỏ thì ở đây mình sẽ làm một lớp than nữa. Rồi tiếp theo phần quan trọng nhất là mình cố định cây van ha. Đó, do bộ rễ nó cũng không có nhiều nè, cũng vừa thôi đó, nên mình sẽ đưa cái cọng van này vô trước, rễ mình sẽ sắp theo vô chậu hết nha. Trồng một cây van hướng to như vậy cũng rất là kỳ công nha các bạn, không phải là đơn giản, rất là mất thời gian. Những chậu nhỏ khác như mình đã giới thiệu, chậu F12, F14 thì mình trồng chỉ khoảng không tới 1 phút một chậu, nó rất là nhanh. Còn những chậu này rất là cầu kỳ, trồng khoảng 10 phút, 50 phút đó. Và tốn vật tư và cái công uống rất là nhiều so với những chậu khác đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ cố định bằng dì rút nha. Cái cỡ này thì nó rất là to rồi, không thể nào mà sử dụng cái kẹp, cũng có kẹp đại nhưng mà cái phần kẹp đại thì nó sẽ không chắc bằng cái phần dây rút, nên mình sẽ cố định chặt bằng dây rút luôn, sẽ không ảnh hưởng tới cây van, nó sẽ bị vay động lúc mà sau này lúc mình tưới hoặc là trời gió nó sẽ không bị vay động, tạo cho cái bộ rễ nó sẽ ra nhanh hơn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cố định vào cái phần dây nhôm mà mình đã tạo cái vòng vòng ở trước này nè. Đó, mình cố định vào đây một cái nữa. Cũng khá là đơn giản thôi, chủ yếu là các bạn làm nhường nhuyễn tay tí là ok. Chứ cộng van to thì nói chung thì nó thao tác hơi vâu xíu, nhưng mà đặc biệt là mình cẩn thận vì cái cộng van to thì có thể lúc mà mình trồng có thể là nó to quá rồi mình quơ qua quơ lại thì có thể là bị gãy cái lá hoặc là gãy thân đó, cũng thì nó sẽ đáng tiếc. Trồng một cọng van to thì cũng mất rất là nhiều tháng, và bình thường những cọng van 15-20 cm làm giống thì nó khoảng 3 tháng tới 3 tháng rưỡi mình có thể cắt được rồi. Còn những cái cọng van to như vậy thì nó sẽ mất thời gian khoảng tới 5 tháng mới có cắt được nha các bạn. Rồi hiện tại là mình đã cố định xong nè, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem ha. Rồi đây là mình đã quay xong cái cố định xong nè. Đó, phần giá thể thì lúc nào cũng cao hơn ha. Ở đây mình sẽ phủ thêm một lớp vỏ thông nữa, vỏ thông nhuyễn hạt ngô. Ở đây thì mình uốn theo cái phần chiều cong của cái cây nè. Đó, vậy ok, rất là chắc. Thấy các bạn thấy là lúc mà mình nhúc nhích nè, không có bị nhúc nhích cái cọng van, ít bị dao động thì nó phần rễ nó sẽ nhanh ra hơn. Đó, cực kỳ nhanh ra và mau bám rễ và tạo mầm cho cái cây van của mình. Vì ở đây có những cái bộ hoa nè,
thì cái cây này nó rất là to và vực, thì có thể nuôi hoa một hai cái hoa, nhưng mà sau khi nuôi một hai cái hoa thì mình có thể cắt bỏ, còn này nó ra tới ba chầu thì mình sẽ ngắt bỏ nha, không để. Và tại vì để thì nó sẽ không nuôi nổi cây, chủ yếu mình nuôi rễ nuôi cây mà. Còn cái vòi này thì mình có thể là để cho nó nở một cây một thân, một một hoa hai hoa để ngắm thì cũng được, nó không ảnh hưởng gì nhiều tới cây vì cái cây này quá to các bạn đó. Còn tốt nhất thì các bạn có thể là cắt luôn cũng được không gì, nhưng mà mình thì có thể là mình để thử cái sức cái cây chịu đựng nó như thế nào đó, để kiểm tra và mình để hoa vậy thì bộ rễ nó ra có đảm bảo không nha. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái phần vỏ thông hạt ngô nè. Đó, mình vô thông bột ngô nha. Đó. Đó. Vào không có vào lắp cái phần gốc nha các bạn. Chỉ vậy và được rồi. Và đạt rồi, đảm bảo rồi. Nó sẽ thúc đẩy cái phần bộ rễ nó đi xuống, nó không có với nó không có bị thối cái gốc. Không nên trồng mình phủ cái gốc nha. Đặc biệt keo an là mình trồng không phủ gốc, nó sẽ tốt hơn. Còn mấy phần rễ này thì các bạn cứ thoải mái để vậy đi, nó không sao hết. Nó sẽ đưa rễ nó sẽ đi xuống, sẽ thúc đẩy đi xuống thôi, không ảnh hưởng gì tới keo an nha. Rồi vậy là ok, nó vẫn cách cái gốc, nó cách cái giá thể khoảng 1 tới 1,5 cm, vậy là ổn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rải thêm một tí phân nữa để cho cái cây lan nó sẽ phát triển khi mà nó bám rễ ha. Rồi thì sau đây mình cũng đã thao tác xong cái phần cái cây lan mà mình đã trồng vào chậu nè, một cây lan rất to Bulgogi Saphir. Thì bây giờ mình tiến hành mình tưới trực tiếp luôn để rửa giá thể nha bạn. Mình thấy mình tưới được nước cũng khá mạnh nè, rất là mạnh, khá là mạnh, nhưng mà cái phần cây nó không có bị dao động nhiều nè, vậy là rất là ổn rồi. Thì các bạn trồng nó sẽ mau bám rễ, các bạn thấy không đó. Đây mình xịt để rửa cái phần vỏ thông nè, nó sẽ bay những cái bụi bẩn chứ mình không cần phải luộc hoặc là rửa trước khi mà trồng, không cần cầu kỳ các bạn. Đây, lúc mà mình xịt như vậy thì nó đã trâu đi cái phần bụi của cái phần vỏ thông rồi, bụi bẩn vỏ thông nên cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Mình thấy rất là đẹp ha. Rồi vậy là ok nha. Rồi mình sẽ để lên cho các bạn cùng xem nha. Rồi và sau đây mình cũng đã hoàn thành cái phần trồng một cây dendro và dendro chớp Saphir hết sức là đẹp, một chậu hết sức là khủng, một cây lan hết sức là to, rất là to ha các bạn, bự hơn ngón tay cái của mình luôn và cao trên 50 cm, cao gần 60 cm, khoảng 55 cm, hết sức là to. Mình cũng đã hoàn thành và mình cũng mong các bạn nào mà tách được cái cọng lan dendro nào mà to như vậy thì mình cũng thao tác và trồng như mình để được có một cái chậu lan thật là cứng cáp để nó mau thật là phát triển nha các bạn. Và sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây và cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng theo dõi video cùng kênh Yêu Lan, và đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nha các bạn.